Xin kính chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, trong góc giao lưu và chia sẻ, chúng tôi đã xin giới thiệu các bạn, đây là cặp loa Buxell đến từ hãng Ding Audio và với mã thương hiệu là Confident 20. Và đây là một trong 10 cặp loa đáng nghe nhất thế giới hiện tại đến thời điểm này. Vì cặp này là cặp đứng thứ nhì bảng của trong dòng Buxell của hãng, sau dòng Heaven của đầu bảng của hãng, đó là dòng Tham Chiếu của hãng Ding. Và hôm nay thì tôi muốn giới thiệu các bạn cặp Ding này. Đầu tiên cặp Ding này thì khi đưa vào triển lãm Hai Em Munich thì đã được một sự đón nhận rất nồng nhiệt của các audio. Vì đây cặp này nó thay đổi toàn bộ lại các phần cứng và các công nghệ cao nhất đã được đưa vào cặp loa này. Đầu tiên tôi muốn nói đến thùng loa, thì thùng loa này đã làm thay đổi hết, là bây giờ thùng loa này không còn những cạnh sắc vuông nữa. Và thùng loa này đã làm bong bê tất cả các đầu cạnh này để làm cho chiếc loa nó sẽ trông nó sẽ mềm mại hơn, uyển chuyển hơn. Nhưng cái quan trọng nhất đó là sự triệt tiêu sóng đứng, mà cái đó thì làm rất đau đầu của nhiều chuyên gia nghiên cứu về audio. Đó là một điều rất đặc biệt và cặp cái thùng loa này. Và thùng loa này thì đã được nâng cấp lên bằng các vách ngăn compact, tức là một vách ngăn siêu nhẹ nhưng mà lại được mở rộng về cái khoang chép ở trong này ra để làm được cho cái phần âm trung của con cặp loa này sẽ tốt hơn rất nhiều. Và đây, cặp loa Ding đưa đến đây cho các bạn định dạng. Đó là định dạng DDC, tức là Ding Audio D-Vector Control, tức là triệt tiêu hoàn toàn sóng đứng, không còn sợ những sóng đứng nữa. Và cặp loa này có thể để gần tường hoặc cũng có thể để xa tường vì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều tới sóng đứng. Và đây là một bước công nghệ đột phá và bản quyền của hãng Ding Audio. Và toàn bộ loa chép và loa bát của cặp này thì được bắt trên một cái giá, đó chính là cái mặt của DDC đấy. Còn loa chép này, đây là chép rất là quý và đắt bây giờ, đó là chép Esota 3. Đây phát triển từ công nghệ chép Esota 2 nhưng mà đã được nâng lên các râu để làm nam châm, cái từ tính nam châm cực mạnh. Và nam châm này thì là nam châm neodymium. Đây là một định dạng nam châm đắt nhất thế giới bây giờ và được rất là nhiều các hãng được tin dùng. Và bí quyết công nghệ trong chép Esota 3 này chính là một hút âm acid, tức là ở trong này nó có một cái vách và ngăn nó nhỏ để khi âm thanh dội ngược lại nó sẽ thẩm thấu ngược vào đây. Và đó là cái điều rất đặc biệt của dòng Ding này, nên khi nghe người ta sẽ cảm thấy âm thanh nó hoàn toàn mang tính tự nhiên cao nhất. Và đây là công nghệ đến thời điểm này, đây là một công nghệ đột phá của hãng Ding. Và chép Esota 3 này thì có chiều dài là 2,8 cm, nên tương đối là lớn hơn so với các dòng chép khác, vì các dòng chép khác chỉ có 2,5 cm so với đường kính. Và trên toàn bộ các vành này đều làm hợp kim tổng hợp, đã được anốt hóa để giấu đi những con vít bên trong, làm cặp Ding này nhìn trông nó sẽ rất là mềm mại và đẹp. Tức là nhìn trông nó nhìn lâu nhưng mà cảm thấy nó có phần trông hơi đơn giản một chút nhưng mà lại có độ kiêu sang. Còn cái bát truyền thống của hãng thì vẫn dùng cái bát SPM, đây là cái app này, là nó là Medisil Silicate Polymer. Đây là người ta dùng cái này để siêu cứng siêu nhẹ nhưng mà lại được làm sâu hơn về cái nón loa ở trong này thì sẽ tạo được cái độ trầm dày và sâu. Đó, và cặp loa này thì với trọng lượng 27 cân cho cặp đôi sản phẩm này, và hãng đã khuyến cáo luôn đây là một bộ chân đi theo của hãng luôn. Và đây là hợp kim tổng hợp. Nhưng mà cặp chân này thì sẽ được trang bị là hai cấu trúc để chân, một là để chân phẳng như này ở trên những sàn gỗ, và hai là có thể cấu trúc để ở chân côn để khi mình có thể bắt được chống rung tuyệt đối, tức là phản sóng ngược. Đó là về tổng thể của cặp chân này. Còn sau đây thì tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn về cái hình loa này một chút. Các bạn nhìn thấy đây thì thấy các bạn thấy cái hình loa này có một cái chiều sâu tương đối là sâu hơn các dòng loa khác. Nên loa này cũng thuộc dạng là một đôi loa cứng đầu khó đánh. Nhưng mà nếu mà cho được chất âm ra được và âm công suất âm đi mà đủ khỏe, đủ tốt thì sẽ cho một âm thanh tuy là Buxell nhưng không khác gì một loa cột lớn. Và cặp loa này được trang bị một cặp của giác loa này là W Lexen, đây là trong những định dạng chơi tốt nhất bây giờ và đã được hãng đặt riêng để phục vụ cho những dòng này, vì đây là những dòng cao cấp của hãng. Đó, thì các bạn nhìn thấy nó ra vào này rất nhẹ nhàng, ở trong này siết đậy được, mở lại được, mà đều đưa vào có một cảm giác rất là trơn tru chắc tay khi mình vặn vào, mình tháo ra vào. Đó là những tổng thể của cặp loa này. Và cặp loa này thì có một cái giá là cũng tương đối là nhiều tiền, nhưng mà nếu ai được sở hữu cặp loa này hoặc đã một lần được nghe thì sẽ nhớ mãi, vì đây là trong những cặp tham chiếu của hãng Buxell hay nhất bây giờ. Và để phối ghép một cặp loa này thì tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc âm đi
Diablo 300 đến từ Đan Mạch. Và tại sao tôi muốn mời các bạn có một cái sự trải nghiệm test này, vì các YouTube trước tôi đã từng test mấy cả cặp C1 Platinum và cũng được các bạn có những phản hồi rất tích cực cho bộ đôi sản phẩm này. Và hôm nay tôi cũng qua đây thì tôi cũng muốn vẫn test lại một cấu trúc này để cho các bạn có một sự nhìn sâu hơn về cặp Confident 20 này. Xin mời các bạn. Vâng, đây là một cặp loa Dean Audio Confident 20. Cặp loa này thì có độ nhạy là 87 dB trở kháng 4 ohm và công suất maximum cũng cho đến tận 250W cho một kênh. Thì bây giờ tôi cũng sẽ xin giới thiệu bộ phối ghép của Thiên Hà năm nay cho dòng này, đó chính là dòng Diablo 300 này. Đây là một chiếc âm ly thích hợp mà tôi thấy là rất là hay nhất trong cái phân khúc này, là vì âm ly này nó chơi ở dạng dual mono, tức là nó chơi hai kênh độc lập, thì nó sẽ cho phần công suất nó không bị can nhiễu vào nhau, đó về màu sắc âm thanh. Còn riêng về phần âm ly này thì thấy là cái nội trợ của âm ly là xuống tận đến tận 2 ohm, thì tôi thấy đó là một chiếc âm ly rất là tuyệt vời để đánh những đôi loa cứng đầu khó đánh. Còn về phần hình thức thì các bạn nhìn đây thì thấy đây là như một khối thạch trông rất là đẹp. Vì tất cả các phần trang trí cũng như là các ý tưởng của nhà sản xuất thì tôi thấy đúng là gọi là danh bất hư truyền, quá tuyệt vời luôn. Còn đánh với hôm nay thì tôi cũng sẽ đánh thêm một phần của đầu DCS đến từ Anh Quốc. Và tôi thấy là những cái dòng đầu này thì luôn luôn cho một chất âm tương đối là trung thực và hay, hình thức thì đẹp. Và cái quan trọng nhất là con này nó có hệ thống clock, tức là hệ thống điều âm làm sao cho cái phần âm thanh chính xác nhất. Nói về những cái phần cứng của bộ dàn thì không thể không nói đến cái phần hậu đằng sau, đó là bên Thiên Hà chúng tôi sẽ dùng toàn bộ dây của hãng Nord Dog. Đây là một trong những hãng dây tốt hàng đầu thế giới về chất âm bây giờ. Vì chúng tôi muốn có một cái buổi test mà nó tương đối là chính xác về phần âm thanh, nên chúng tôi đã hướng tới chọn dòng của dòng dây Nord Dog này. Vì dây Nord Dog này thì âm thanh, tức là chất lượng của dây thì là bằng tốc độ ánh sáng, và trong đó dây thì rất là quý và làm các công nghệ rất là cao. Và riêng đặc biệt cái hãng dây này thì cho một độ tính nền rất là sâu, và tôi thấy đó là một cái phần rất là hay khi tôi sẽ dùng cái sản phẩm đến từ hãng Nord Dog này. Đó là về phần hậu cần, thì các bạn đã nhìn thấy đây là các sản phẩm đến từ Nord Dog, dây Vala 2, dây RCA cũng như là dây nguồn, để chúng tôi muốn có một cái buổi trải nghiệm này cho nó thực tế và các bạn cảm nhận được cái chất âm nó là tốt nhất. Còn bây giờ thì cũng không phải để các bạn đợi lâu, sau đây thì tôi cũng sẽ xin có phần test ngay những bản nhạc mà các bạn yêu thích và các bạn gửi qua các bản mix của đến công ty chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xin phục vụ cho các audio. Xin mời các bạn. Senses. The boss wanna know what's going on, so Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day: you get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Juan had his Juanita and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line is heaven, on this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here.
The thrill is gone. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. And you done me wrong, baby. And you'll be sorry someday. The thrill is gone. It's gone away from me. The thrill is gone, baby. Gone away from me. Although I still live on, but so lonely I'll be. Gone away for good. Thrill is gone, baby. It's gone away for good. And someday I know I'll be over it all, baby. Từ nay thôi đành duyên mình lỡ đôi, dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Khi xưa thầm nói yêu nhau, bao nhiêu mong thắm ban đầu, thôi xin đừng tiếc nhớ thương chi. Từ nay đôi mình thôi đừng nhớ mong. 12 bên nước biết bên nào cho. Tuy em đành phải gian ngang, thương yêu ngày cũ chưa tan. Xin anh đừng oan trách người đi. Đây thôi nhé, anh về sống âm thầm đêm thời gian. Xóa mờ gì vắng mến yêu anh, xin hãy quên đi cho kẻ phù quy. Cùng người trăm năm thề nguyện gắn bó, thủy chung muôn đời. Từ nay thôi đành thương gọi cô nhân. Người đây kẻ đây cách mấy đồ ngang. Đôi ta nào phải thiên duyên, gieo chi lời trách yêu phiền. Xin thương dù phận gái thiên thank you.
thường nhớ mình mà. Người yêu người yêu, dù ta say giấc nồng, để ta dìu em đi vào cõi đam mê. Gặp nhau làm chi, sao đêm dài buồn thế. Gặp nhau làm chi, lệ ngướt hoen mi. Tình đến rực rỡ, em cho tôi ước mơ. Tình xa tình lỡ, ta mượn những cơn say. Em ơi, gặp nhau để làm gì? Cho nhau thương đau, tình yêu nghĩa là gì? Khi một người lặng lẽ bước đi, đi trong cơn mưa, tình xưa xóa nhạt nhòa. Anh đang chơi vơi, người ấy đã vô tình. Khi đường đời không cùng lối đi. Vâng, qua những bản nhạc test vừa rồi thì các quý vị thấy sao? Với một lon lắm xèo như thế này thì tôi thấy quá ấn tượng với cái tài trầm. Đây không khác gì một loa cột lớn đang chơi. Các bạn thấy hay thì hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi sẽ có nhiều cái tút gửi đến cho các bạn đấy. Và tôi luôn lưu ý các bạn đây là một trong người ca khúc xèo hay nhất như là đang có tại Thiên Hà Audio chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.